anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Costas Sarantiji Nguyễn Văn Lập đã về với đất mẹ ở tuổi 94. Tiễn biệt ông là một vòng tay nối liền từ Hy Lạp tới Việt Nam với niềm tiếc thương vô hạn. Một lần nữa, xin vĩnh biệt ông, người chiến sĩ quốc tế, vị anh hùng trong trái tim nhân dân Việt Nam, vĩnh biệt người anh hùng Costas Sarantiji Nguyễn Văn Lập. Câu chuyện về người anh hùng Việt Nam mang dòng máu xứ sở thần thoại bắt đầu vào tháng 2 năm 1946. Khi đó, trong toán lính Lê Dương của Pháp tới Sài Gòn, Việt Nam, có một chàng thanh niên người Hy Lạp tên là Costas Sarantiji. Trước khi tới Việt Nam, anh được nghe kể về viễn cảnh mình sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho người Pháp và lính Lê Dương Pháp sang Đông Dương để chống phát xít Nhật, giải phóng các xứ ở đây. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân tới Sài Gòn, một sự thật khác phơi bày ngay trước mặt anh. Lính Lê Dương tới đây không phải là để bảo vệ người dân mà là đàn áp, giết người và cướp của. Những ngày tiếp theo, trên đường lên Đà Lạt, xuống Phan Rang, Phan Thiết, anh đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh giết người, cướp của, đốt nhà tàn bạo của lính Lê Dương dưới sự chỉ huy của các sĩ quan Pháp. Sau này, trong một lần gặp phóng viên báo Nhân dân tại thủ đô Caracas, Venezuela, năm 2005, ông Costas Sarantiji Nguyễn Văn Lập kể lại, tôi và hai người bạn Hy Lạp sang đến nơi mới biết bị lừa, chả thấy người Nhật đâu, thay vào đó là được lệnh riêng bắn nhau với Việt Minh. Chúng tôi là người dân từng bị đô hộ gần 400 năm, từ người trẻ đến già có ai muốn đánh nhau, đi xâm chiếm ai đâu. Những bất bình nảy sinh khi mới đặt chân lên Sài Gòn ngày một lớn, Costas Sarantiji dứt khoát tìm mọi cách nhanh chóng rời bỏ quân xâm lược dã man, đứng về phía người Việt Nam đang chiến đấu để giành độc lập, tự do. 4 tháng sau khi đổ bộ Sài Gòn, Costas Sarantiji đã thoát khỏi đội quân Lê Dương. Ra vùng tự do, anh gia nhập ngay hàng ngũ quân kháng chiến, lấy tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập, chính thức trở thành anh bộ đội Cụ Hồ. Theo Đại tá Võ Văn Minh, 91 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng, năm 1948, khi ông đang phục vụ tại tiểu đoàn 39 thì gặp đồng đội Costas Sarantiji Nguyễn Văn Lập. Lúc đó, tôi tự hỏi rằng, điều gì đã khiến anh ấy quyết định đi với Việt Nam? Tôi chỉ có thể nói rằng, đó là vì tình yêu thương con người vô bờ bến, quên sao được trận đánh Hương An ngày 13 tháng 4 năm 1948, quên sao được trận đánh tại Gia Phú Căng ngày 6 tháng 11 năm 1948, Đại tá Võ Văn Minh nói. 9 năm kháng chiến chống Pháp, Costas Sarantiji Nguyễn Văn Lập được giao làm nhiều công việc trong các đơn vị quân chính quy liên khu 5, có mặt trong nhiều trận chiến đấu ác liệt ở khúc ruột miền Trung. Thời kỳ đầu làm công tác địch vận ở chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, anh đã lập công xuất sắc, làm chương trình phát thanh vào đồn địch, cảm hóa được nhiều lính Lê Dương. 40 lính đã bỏ Pháp mang theo súng đạn sang kháng chiến, cứu sống 120 người bị địch tắt. Khi làm xạ thủ Trung Liên, anh đã cùng đồng đội bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay Morang ở gần Ga Phú Cang, Quảng Nam, bắt sống 3 tên giặc lái Pháp trong trận chống địch càn quét ở Hưng An, Bà Rén năm 1948. Anh cùng đồng đội diệt gọn 200 lính địch, bẻ gãy cột càn quét. Khi được điều về làm tổng giám thị trại tù binh Âu Phi số 3 ở Quảng Ngãi, anh làm tốt công tác giáo dục, làm cho họ hiểu rõ tinh thần chính nghĩa và chính sách nhân đạo của chính phủ kháng chiến. Lập công xuất sắc, chiến sĩ Costas Sarantiji Nguyễn Văn Lập được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam năm 1949. Sau Hiệp nghị Geneva 1954, tập kết ra miền Bắc, anh tham gia chống đối, chống địch cưỡng ép đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, làm trung đội trưởng đội cung tiêu ở sân bay Gia Lập, làm lái xe tải ở các mỏ than Nai Dương, mỏ thiết Cao Bằng, làm phiên dịch cho chuyên gia Đức ở nhà máy Yên Tiến. Vụ, nhiều lần anh được mời đi đóng các vai Pháp, Mỹ trong một số bộ phim truyện Việt Nam, bất cứ nhiệm vụ nào, anh cũng tận tình làm, đạt hiệu quả cao. Năm 1958, Costas Sarantiji Nguyễn Văn Lập kết hôn với một cô gái Hà Nội, sinh được 4 người con, một trai ba gái. Tất cả các con anh đều có tên Việt Nam, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Bạch Nga, Nguyễn Thị Tự Do. Trải qua quãng đời trẻ trung, sôi nổi, rất có ý nghĩa ở Việt Nam, anh gắn bó với Việt Nam đến mức không nghĩ đến việc rời đi. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, vất vả, cấp bậc cao nhất của chiến sĩ Costas Sarantiji Nguyễn Văn Lập trong quân đội nhân dân Việt Nam là đại tá,